Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Trư. Tập 117. Chương 1161, Nghịch Tử, 1. Thanh Bích tiên tử nói, hắn vừa đi rồi. Tiền bối, sao sau khi tỉnh lại không nói một lời đã bỏ đi? Kim Viên kia nói, sau khi tỉnh lại ta muốn đi một vòng xung quanh, gặp vài vị lão bằng hữu, nói cho họ biết ta còn chưa chết. Bọn họ lại muốn ta chết, cho nên đánh một trận. Hắn dương dương đắc ý nói, kết quả là bọn họ không giết được ta. Y quan sát Thanh Bích tiên tử nói, nha đầu, tâm địa ngươi không tệ, dám xả thân cứu ta, ta cho ngươi chỗ tốt. Hắn lục lọi trên người, sắc mặt không khỏi thay đổi, chẳng còn bảo bối gì, gương mặt lúc trắng lúc xanh. Thanh Bích tiên tử dò xét, có phải mọi thứ trên người tiền bối đều bị Thái Thượng Chi Đạo dung hòa rồi phải không? May mà có A Ứng, thật ra vãn bối không làm gì cả. Kim Viên đi tới đi lui nói, ta không quen nợ ân tình phiền phức lắm. Ngươi chờ ta một chút. Hắn đột nhiên tung người nhảy lên, lao tới bầu trời, chỉ thấy Kim Viên xé rách màn trời, tiên giới xuất hiện trước mắt mọi người. Mọi người đang kinh hãi, lại thấy Kim Viên nhảy vào tiên giới, thân hình biến mất không còn tăm hơi. Thanh Bích tiên tử chờ trong giây lát, đột nhiên lại thấy bầu trời vang lên tiếng sấm dữ dội, tiếp đó một luồng kim quang từ trên trời giáng xuống, đập thẳng vào Hỗn Nguyên Cung. Sau khi khói bụi tan đi, Kim Viên nằm dưới đáy hố, thân hình đã có thêm hơn chục vết thương, bàn tay nắm chặt một thứ. Thanh Bích tiên tử đang định tới đỡ thì Kim Viên đã ngồi bật dậy, mở bàn tay ra nói, đây, cho người này. Chỉ thấy trong bàn tay hắn có ba hạt sen, tỏa ra hào quang trắng nõn, bồng bềnh trong lòng bàn tay. Bảo vật này chính là bảo liên kết trong đạo quả của Đại La Thiên, ta tới xin bằng hữu, người ta không chịu cho nên mượn có ba hạt. Khu vực nói, ngươi cứ dùng đi rồi thấy ích lợi. Nha đầu vừa đòi Đại La Kim Diễm đâu rồi? Trên người ta còn lửa này, còn không tới lấy. Trúc Thiền Thiền cuống quýt chạy tới, cẩn thận từng chút một thu lấy Đại La Kim Diễm trên vết thương của hắn, trong lòng không khỏi vui vẻ. Kim Viên đợi cô dọn xong Đại La Kim Diễm mới lảo đảo đứng dậy nói, thằng nhóc cứu ta ra tới tổ đình yêu tộc hả? Ta tới đó chờ hắn. Thanh Bích tiên tử vội vàng nói, còn chưa biết nên xưng hô với tiền bối ra sao. Kim Viên tung người lên, hóa thành một ánh kim quang bay xa, giọng nói vọng lại, Hồng Mông Sơ Ích Bản Vô Tính, Đả Phá Minh Ngoan Tu Ngộ Không. Trúc Thiền Thiền thu hồi Đại La Kim Diễm, ngẩng đầu lên nhìn kim quang bay xa, kinh ngạc nói, hóa ra vị tiền bối kia tên là Minh Ngoan. Giải thích từ Minh Ngoan nghĩa là hồ đồ, ngu xuẩn. Hết giải thích. Thanh Bích tiên tử quan sát ba hạt sen trong tay, chỉ thấy hạt sen lơ lửng trong lòng bàn tay cô, thi thoảng bên trong lại tỏa ra âm điệu ngắn gọn, giống như đạo âm tiên đạo, nhưng lại không mang ô nhiễm. Hạt sen long lanh lóng lánh, nhìn ngoài không biết là hạt sen thật hay thứ gì luyện chế thành. Ba hạt sen, này là loại để ăn hay để luân hồi hóa? Tuy cô nhận được hạt sen nhưng lại không biết công dụng. Vị Minh Hoan tiền bối nói hạt sen này hái trong Đại La Thiên, là hạt sen kết trong đạo quả, chắc chắn rất bất phàm, nếu không biết công dụng chỉ e phung phí của trời. Thanh Bích suy nghĩ, đặt một hạt sen trong giao trì của mình, ăn hạt sen thứ hai, hạt sen thứ ba thì thử dùng pháp lực thần thức luyện hóa. Hạt sen thứ nhất rơi vào giao trì, lập tức trong giao trì vang lên âm thanh, có lá sen sinh trưởng, hoa sen nở rộ, tầng tầng cánh hoa xoay tròn, dưới hoa kết thành bảy tầng đài sen, như bảo tọa. Từ trong hoa sen tuôn ra tiên quang tiên khí, hết sức tự nhiên hóa thành tu vi của cô. Thanh Bích không khỏi kinh ngạc, nguyên khí trên người không còn là nguyên khí bình thường mà được đài sen trong giao trì ảnh hưởng, biến thành tiên linh chi khí. Đột nhiên cô cảm thấy thân thể phàm thai trở nên nhẹ nhàng không gì sánh được, cứ như bay bổng lên không. Hạt sen thứ hai bắt đầu phát huy tác dụng, đạo lực trong hạt sen được kích hoạt, khiến cô thoát thai hoán cốt. Thanh Bích tiên tử thử luyện hóa hạt sen thứ ba, đột nhiên hạt sen hóa thành từng luồng linh quang chui vào nguyên thần của cô, hòa cùng nguyên thần. Trong thân thể Thanh Bích có từng luồng tiên quang chiếu rọi, tiên khí mờ ảo, như muốn phi thăng. Nhưng ta còn chưa độ kiếp. Cô cũng hoang mang, chưa độ thiên kiếp, sao mình lại biến thành tiên nhân rồi? Nhưng ngay lúc này tiếng kêu hưng phấn của thần thông vang lên, Đại La Kim Diễm này thật hữu dụng, mới đó thôi đã đốt hết bảo vật tiên vương rồi. Trúc Thiền Thiền lao tới, hưng phấn nói với Thanh Bích tiên tử, còn đốt phần nửa Hỗn Nguyên Cung của tiểu thiên tôn nữa. Chạy mau,
ta không biết dập lửa. Chương 1162, Nghịch Tử 2. Thanh Bích Tiên Tử phất tay, một luồng tiên quang bay ra cắt đôi Hỗn Nguyên Cung, ngăn chặn thế lửa. Hỗn Nguyên Cung này vốn là di tích thời cổ đại, kiên cố không gì sánh được. Năm xưa Hứa Ứng thi triển Chu Tiên kiếm khí đâm vào trong cung, diệt trừ phân thân của đám Ngũ Tuyệt, đệ cửu tiên vương, Hỗn Nguyên Cung vẫn không hề suy chuyển. Còn bây giờ Thanh Bích chỉ cần một thần thông đã bổ đôi tiên cung, ngay bản thân cô cũng giật nảy mình, sao ta lại lợi hại như vậy? Trúc Thiền Thiền bên cạnh hai mắt sáng bừng lên, Thanh Bích tiên tử, con khỉ kia còn không? Thanh Bích vội vàng nói, Đại La Kim Diễm là hái từ Đại La Thiên. Không phải, ý ta là ngươi kiếm đâu ra con khỉ này vậy? Làm thêm con nữa đi. Trúc Thiền Thiền nhìn Hỗn Nguyên Cung sắp bị đốt sập, hưng phấn nói. Hứa Tĩnh đi tới khu vực cực Tây Tổ Đình, thoáng chần chừ nhưng vẫn lên Côn Lôn Sơn. Khi mới tới Tổ Đình hắn đã lên Bồng Lai Tiên Sơn, trò chuyện với thần bà, thế mới biết Tây Vương Mẫu tránh né tiên giới vây quét đã di chuyển Côn Lôn tới Tổ Đình. Hắn vẫn không dám tới. Côn Lôn Ngọc Hư Phong, khu đất Hứa Gia, cựu cung của Hoàng đế, đây là những địa danh hắn quen thuộc nhất. Thậm chí Hứa Ứng từng xây lại. Khu đất Hứa Gia ở Doanh Châu nhưng cũng không thể thay thế vị trí của khu đất Hứa Gia trong lòng hắn. Nhưng khu đất Hứa Gia đã bị phá hủy hoàn toàn, chuyện này trở thành cái gai trong lòng hắn, thành vết thương vĩnh viễn không thể khép lại. Hắn vẫn không dám làm phiền Hứa Ứng, biết hơn 4 vạn năm qua Hứa Ứng phải chịu biết bao đau xót tra tấn, cuối cùng hắn dốc hết dũng khí, trở lại quê hương. Phía ngoài Côn Lôn Sơn, trên núi tuyết, Tuyết Sơn thần nữ ngây ngốc nhìn thư sinh đã không còn trẻ tuổi. Hứa Tĩnh gật đầu mỉm cười với cô, nói, thần nữ vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe. Tuyết Sơn thần nữ ngơ ngác nhìn hắn đi xa. Cô từng gặp thư sinh này không chỉ một lần, năm xưa còn tuấn tú phong độ, giờ đã nhuốm màu tang thương. Hứa Tĩnh đi qua Lục Ngô Thần Sơn, Lục Ngô trên núi tung người nhảy xuống, đầu hổ chín đuôi, đang định mỉm cười hỏi người tới. Đột nhiên vị thần linh hay quên này nhớ ra rất nhiều chuyện xưa, la lên thất thanh, ngươi là tộc trưởng của khu đất Hứa Gia. Ta nhớ ra ngươi rồi. Ha ha ha, ta nhớ rất rất nhiều chuyện. Cuối cùng ta cũng nhớ ra rồi. Hắn reo hò nhảy nhót, Hứa Tĩnh mỉm cười đi xa. Hắn đi qua Anh Chiêu Sơn, thần linh trên núi choáng váng, ngây ngốc nhìn hắn đi qua núi. Hắn đi qua Khai Minh Sơn, Khai Minh Sơn thần chậm rãi chạy tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng bám theo bước chân hắn, chủ nhân Côn Lôn Ngọc Hư Phong trở về, chắc chắn Tây Vương Mẫu sẽ rất vui mừng. Hứa tộc trưởng gặp lệnh lang chưa? Hắn đã trưởng thành, cực kỳ cuốn hút. Hứa Tĩnh lòng chỉ muốn về, mỉm cười đáp lời. Khai Minh dẫn hắn tới trên Ngọc Hư Phong sau đó không quấy rầy, lập tức trở về. Hứa Tĩnh leo lên phía trước, tốc độ càng ngày càng chậm, càng tới gần khu đất Hứa Gia thì bước chân càng thong thả. Đợi tới lúc đến trước phế tích khu đất Hứa Gia, hắn vô lực ngã ngồi xuống, nhìn đống đổ nát trước mắt mà nước mắt lã chã như mưa. Cuối cùng hắn cũng về rồi, đã qua gần 5 vạn năm, cuối cùng hắn cũng về quê hương mà mình từng sinh sống. Thế nhưng cảnh đã không còn, người cũng không. Một lúc lâu sau, Hứa Tĩnh đứng dậy, lảo đảo đi tới, bước tới di tích cựu cung của Hoàng đế. Năm xưa hắn tiếp đón Hoàng đế tại đây, mời Hoàng đế bước lên thần khí, tiến tới Ngọc Kinh Tế Tổ, lại dõi mắt nhìn Hoàng đế độ kiếp phi thăng. Hứa Tĩnh lại tới nơi đây, ập vào mi mắt là cả một vùng phế tích, ngay cả thần kiều cũng bị đánh gãy. Trước mắt hắn hiện lên chuyển tiên thần giết tới nơi đây. Lúc này sau lưng hắn bỗng vang lên một giọng nói hùng hậu, là Hứa tộc trưởng đó à? Hứa Tĩnh trong lòng run rẩy, xoay người lại, chỉ thấy sau lưng mình là một nam nhân cao lớn, rảo bước đi tới, mây như rồng, gió như phượng, bầu bạn theo sau, khí thế tuyệt luân. Người có trùng đồng tứ mục, vóc dáng bất phàm, trên vai là một cọng tiên thảo màu tím không mấy an phận. Tiên thảo màu tím nhìn thấy Hứa Tĩnh là muốn nhảy lên, như muốn trở về bên cạnh Hứa Tĩnh nhưng lại không dám, chỉ sợ đắc tội với nam. Nhân có trùng đồng, Cửu Nghi Sơn, Trọng Hoa Đại Đế. Hứa Tĩnh kinh ngạc cúi người chào, nói, bệ hạ đã phi thăng lâu rồi mà, sao lại được gặp bệ hạ ở đây? Nam nhân có trùng đồng chính là Trọng Hoa Đại Đế từng tế tổ phi thăng ở Côn Lôn, là người phi thăng từ 48.000 năm trước, xem như nhóm phi thăng giả cuối cùng. Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, chuyện đọc việt.com. Chương 1163,
Nghịch tử, à. Năm xưa khi phi thăng, thực lực của hắn quá mạnh, đẩy cường độ thiên kiếp lên mấy trăm dặm, còn khiến người khác chỉ trích. Trọng Hoa Đại Đế nói, ta xây dựng nghĩa quân phản kháng tiên đình bạo ngược trên tiên giới, Lệnh Lang thống lĩnh bắt đầu bắt được, bị đế quân trấn áp trong Ngũ Sắc Sơn. Hứa Tĩnh la lên thất thanh, sao lại như vậy được? Ngài có chắc là A Ứng bắt mình không? Trọng Hoa Đại Đế nói, đương nhiên là hắn. Năm xưa khi ta phi thăng, ngươi còn bế hắn tới trước mặt ta, vợ chồng các ngươi cực kỳ vui vẻ. Giữa mi tâm hắn có hoa văn lôi đình, là ta hái thiên kiếp gieo xuống cho hắn. Chẳng qua, hắn bắt ta lại nhưng cũng thả ta ra. Chỉ giam giữ ta trong Ngũ Sắc Sơn hơn 4 vạn năm. Trọng Hoa Đại Đế nói, hơn 4 vạn năm sau, hắn đi vào Ngũ Sắc Sơn phóng thích ta ra. Khi ta gặp hắn lần nữa, hắn đã không nhớ được ta. Hứa Tĩnh lẩm bẩm, ta không biết nó làm chuyện như vậy, ta không biết. Trọng Hoa Đại Đế nói, ta tới Bồng Lai tìm thần bà, cô ấy bảo ta tới đây tìm ngươi. Cô ấy nói ngươi có cách giúp ta trở lại tiên giới. Tiên thảo màu tím chính là cỏ mộ phần của hắn, năm xưa đế quân trấn áp hắn, dùng cọng cỏ này phong ấn tất cả giác quan của hắn, hấp thu tu vi của hắn, cướp đoạt đạo hạnh của hắn. Hắn đi tới Bồng Lai Tiên Sơn gặp thần bà, đúng lúc gặp cọng cỏ này tu hành ở Di Đà Tự, vì vậy mang cọng cỏ này theo. Sắc mặt Hứa Tĩnh âm trầm bất định, hạ giọng nói, ta cũng rất muốn lên tiên giới một chuyến, ta muốn tìm một người. Trọng Hoa Đại Đế nhướng mày nói, nếu vậy chúng ta đồng hành. Hứa Tĩnh do dự một chút nói, nghịch tử của ta có một đồ đệ tên là Hỷ Duyệt, có một chiếc bè tiên, có thể qua lại tiên giới. Ánh mắt Trọng Hoa Đại Đế sáng lên, ngươi có muốn đi cùng không? Hứa Tĩnh thoáng chần chừ, đột nhiên gật đầu nói, đi. Tìm đồ đệ của nghịch tử. Phía đông Tổ Đình, khu vực Thanh Long. Xương rồng khổng lồ uốn lượn mấy chục vạn dặm, kéo dài ra xa. Có một số chỗ xương rồng tạo thành dãy núi cao dựng đứng, có chỗ đứt lùa còn thấy được kết cấu trong xương. Đây là bộ xương của Thanh Long, đã chết từ năm nào tháng nào không biết, hóa thành dãy núi đá cực kỳ hiểm trở. Chất đá của nó cứng rắn không gì sánh được, thường xuyên có người vào núi tìm kiếm tiên kim. Theo truyền thuyết tiên kim ở nơi này là Long Nguyên biến thành, tính chất cực tốt, là vật liệu thượng thừa để tạo ra lệnh bảo. Nhưng vào núi thì dễ rời, núi lại khó. Trong núi nhiều mãnh thú, nhiều yêu vật, địa thế lại hiểm trở, ngọn núi quá lớn, người đi vào thường không còn thi thể. Trên bầu trời còn có một số tinh cầu, dường như cách mặt đất không xa lắm, thường có cự thú vỗ cánh xuất hiện từ trong núi, bay lên tinh cầu trên không trung. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tinh cầu như với tay là đến, trên tinh cầu có đám cự thú thái cổ trông như bầy dê, sinh sống trong đó. Y và Linh Tư Ức tới đây, chỉ thấy trong núi có rất nhiều cự yêu, đã sống không biết bao nhiêu vạn năm, thực lực cường đại không gì sánh được, yêu khí nồng nặc. Bọn họ thở ra thành mây, hít vào thành gió. Còn có cự thú thái cổ đang hít thở, khí thế kinh người, theo nhịp thở của cự thú ngọn lửa thái dương bị lay chuyển, chảy thẳng vào trong lồng ngực nó. Thủ đoạn luyện khí này thật quá kinh người. Yêu tộc là một đại tộc, chẳng trách thời cổ xưa có thể thống trị thế gian, xây dựng tổ đình yêu tộc. Hứa Ứng quan sát bốn phía, không nhịn được trầm trồ thán phục. Đột nhiên một luồng kim quang phá không bay tới, lao thẳng vào dãy núi do xương đầu Thanh Long hóa thành. Trong núi có đủ loại dị thú long phượng kỳ lân bị kinh động, dồn dập ngẩng đầu lên, lại thấy kim quang bay vào miệng rồng rồi biến mất không còn tăm hơi. Đại thánh yêu tộc trấn thủ nơi đây đều bị kinh động, ai nấy bay lên không trung, tới đây xem xét. Nhưng kim quang kia có tốc độ quá nhanh, khi bọn họ chạy tới thì kim quang đã bay vào tổ đình yêu tộc. Hứa Ứng không khỏi kinh ngạc, tốc độ nhanh thật. Tư Ức cô nương, vừa rồi cô có thấy cái gì bay qua không? Linh Tư Ức lắc đầu, gương mặt vẫn chưa hết vẻ kinh ngạc. Luồng kim quang vừa rồi có tốc độ quá nhanh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Ngộ Không đạo nhân, ngươi biến mất lâu như vậy rồi, ta còn tưởng ngươi đã hóa thành đống xương, không ngờ ngươi vẫn còn sống trên thế gian, trở thành một trong những thành viên hiếm hoi còn sót lại của yêu tộc ta. Tổ đình yêu tộc, một gốc đại thụ sừng sững giữa thiên địa, sợi rễ kéo ra bốn phía ra không biết bao nhiêu vạn dặm, tán cây che trời. Chương 1164, phá hủy 1. Nhưng gốc cây này đã có một nửa đổ dưới đất, thân cây cũng gãy ngang, vô số sợi rễ kéo ra từ lòng đất, cái thì gãy, cái thì cháy,
chỉ còn một nửa sợi rễ chôn dưới lòng đất. Phần rễ cây nhô ra tạo thành dãy núi dưới đất. Gốc cây này chính là phù tang thụ cổ xưa nhất. Năm xưa tiên đình yêu tộc được thành lập trên phù tang thụ, chỉ tiếc là tiên đình đã hóa thành phế tích rơi xuống đất, trở thành di tích của tổ đình yêu tộc. Gốc cây này tuy đổ nhưng có chết vẫn không hàng, vẫn có sợi rễ duy trì sức sống. Trên cây loáng thoáng ánh lửa, soi sáng xung quanh, chỉ thấy Kim Viên người mặc xiêm y màu vàng bồng bềnh, tiên phong đạo cốt, bay về phía hào quang trong cây, chắp tay đáp lễ nói, đã lâu không gặp. Ngộ Không đạo nhân khách khí rồi, không cần trịnh trọng như vậy. Trong cây có, đạo nhân tiếp đón, cười nói, hiện nay yêu tộc suy thoái, ngươi là tộc lão hiếm hoi còn lại. Mời vào mời vào. Kim Viên đi vào hào quang, chỉ thấy trong cây có càn khôn khác, khá rộng rãi. Đạo nhân vừa đón hắn cười nói, nghe nói trước khi biến mất Ngộ Không đạo nhân đã đi khắp nơi cầu tiên phỏng đạo, chứng thực đại la diệu cảnh, từ đó trở đi không thấy tăm hơi. Thật không ngờ bao năm qua đi, cố nhân người người biến mất mà ngươi vẫn còn sống sót. Đúng là đáng tiếc. Kim Viên thân có đạo khí hư ảo, ngôn ngữ cử chỉ đều nho nhã lễ độ, đáp là người sơn giã, may mắn sống sót. Ta tiến vào. Thái thượng động uyên, bị thái thượng chi đạo trong đó mê hoặc, nhập định tại đó, bất chi bất giác đã trải qua vô số năm tháng. Đạo nhân kia dò hỏi, có chứng được đại la diệu cảnh không? Kim Viên lắc đầu nói, bước nửa người vào. Ta bị nhốt trong thái thượng chi cảnh, hao tổn quá lớn, có lẽ phải đợi khôi phục một thời gian mới có thể bước qua toàn bộ. Lão, yêu tổ, lần này ta tới bái kiến một là tới thăm hỏi ngươi, hai là tới chỗ ngươi chờ một người. Đạo nhân kia chính là yêu tổ, là tinh anh của phù tang thụ biến thành, cũng biết hắn suýt nữa gọi mình là lão yêu quái nhưng cũng không để tâm. Nói, ngươi là đại la kim tiên, tuy chưa đạt tới đại la diệu cảnh nhưng dù sao cũng là cao nhân yêu tộc. Nếu đã tới, sao không khai đàn giảng pháp, truyền đạo cho con dân yêu tộc ta? Ánh mắt Kim Viên sáng bừng lên, nhưng vẫn do dự, trước kia ta là yêu quái hoang dã, cũng có thể khai đàn truyền đạo trong tổ đình. Yêu tổ cười nói, tổ đình yêu tộc, thiên địa đại đạo phá diệt, đạo pháp không còn, ngay bản thân ta cũng thân tử đạo tiêu. Nếu là lúc trước, ngươi chưa chứng đại la diệu cảnh, không tới phiên ngươi khai đàn truyền đạo trong tổ đình. Nhưng bây giờ những người mạnh hơn ngươi kẻ chết người mai danh ẩn tích, ngươi lại thành trí cao rồi, đương nhiên có tư cách này. Kim Viên cười nói, ta tìm hiểu được ảo diệu của Thái Thượng Chi Đạo, cũng có thể truyền thụ cho bọn họ. Yêu tổ biến sắc. Thái Thượng Chi Đạo kia cực kỳ quỷ dị, năm xưa khi yêu tộc trong thời kỳ cường thịnh có vô số cường giả tu luyện đạo này, trên thế gian số lượng đạo pháp, tông phái lấy tên Thái Thượng nhiều không đếm xuể. Có thể nói căn cơ thâm sâu, nhưng tu luyện Thái Thượng Chi Đạo tới cảnh giới cao thâm sẽ bị Thái Thượng Chi Đạo hấp dẫn, dồn dập tiến vào Thái Thượng Chi Cảnh, định tiến thêm một bước, nhưng thường sẽ bị Đại Đạo đồng hóa. Yêu tổ cũng không biết có bao nhiêu cường giả chết trong Thái Thượng Chi Cảnh, trở thành một bộ phận bổ thiên. Con khỉ này trước đây là tảng đá ngu ngốc, thiếu chút nữa tu bổ được bầu trời Thái Thượng Chi Cảnh. Nếu hắn khai đàn giảng pháp ở yêu tộc ta, không biết sẽ chôn vùi bao nhiêu tuấn kiệt trẻ tuổi của yêu tộc ta. Yêu tổ nghĩ tới đây, không đề cập tới chuyện truyền đạo nữa, cười nói, chuyện truyền đạo cứ gác sang bên đã, giờ đang thời không quan trọng lựa chọn đại đế. Yêu tộc, Ngộ Không đạo nhân, lần này ngươi tới tìm ai? Hứa Ứng. Hứa Ứng. Hứa Ứng và Linh Tư Ức càng ngày càng tới gần tổ đình yêu tộc, chỉ thấy trong khu vực Thanh Long này đâu đâu cũng có yêu quái. Đột nhiên có một con quạ đen cao hơn một người đậu xuống trên cành, hô to, Hứa Ứng tới, Hứa Ứng tới. Hứa Ứng nhìn theo hướng tiếng kêu, chỉ thấy một bầy quạ đen vỗ cánh bay đi, dưới đất còn có các loại yêu vật sói chồn, báo dồn dập chạy tới hô to, Hứa Ứng tới. Khoảnh khắc sau, khắp núi đồi đều là tiếng kêu của các loại yêu thú, Hứa Ứng tới. Tiếng kêu như nước lũ lan khắp nơi, chẳng lẽ lúc trước ta từng tới đây? Hứa Ứng hỏi, Linh Tư Ức lắc đầu nói, chưa từng tới. Nếu ngươi tới rồi chắc chắn đám người Hàn Yêu Hoàng sẽ nhận ra ngươi, cũng không ra tay với người. Các bạn đang nghe truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1165, phá hủy 2. Hứa Ứng nghi hoặc nói, nếu không ai nhận ra ta, vì sao bọn họ biết ta là Hứa Ứng? Đột nhiên giọng nói của Ngoan Thất vang lên, A Ứng tới rồi. Trong dãy núi mênh mông có con rắn lớn ngẩng đầu,
khổng lồ như dãy núi, trườn qua mây mù giữa sông núi, chính là Ngoan Thất. Đám yêu tộc vừa hô hứa ứng tới lập tức ngừng kêu, cung kính phủ phục xuống hai bên đường, để con rắn kia trườn qua. Con rắn khổng lồ nhìn thấy hứa ứng, lập tức hóa thành một thiếu niên trắng trẻo mập mạp, vui vẻ nói, A ứng, cuối cùng các ngươi đã đến rồi, không uổng công ta chờ đợi ở đây. Hứa ứng kinh ngạc nói, sao thất gia lại chờ chúng ta ở đây? Ngoan Thất cảnh giác nhìn xung quanh nói, gần đây tổ đình không yên ổn, ngày lựa chọn yêu đế tới gần, thường xuyên xem ra chuyện kỳ quái. Kim gia bị tập kích 6-7 lần, có người không muốn hắn trở thành yêu đế. Kim gia lo có người không muốn ngươi sống sót tới tổ đình yêu tộc cho nên bảo ta tới đợi. Hứa ứng dò Kim gia có an toàn không? Hầu hết những kẻ đến đánh lén hắn đều bị thùng phân hút vào. Ngoan Thất khen, thùng phân của tổ thần gia đúng là thuận tiện, tế lên là bất chấp tu vi cao cường thế nào, rơi tất vào thùng phân. Kim gia dựa vào thùng phân này thu được vài tộc lão yêu tộc tu vi bất phàm. Hứa ứng yên lòng, hỏi thăm Linh Tư Ức cô nương, nội bộ yêu tộc rối loạn như vậy, ngay cả tộc lão cũng đánh lén đế tử, yêu tổ không trách tội à? Linh Tư Ức giải thích, yêu tổ thân tử đạo tiêu, chỉ còn lại tinh thần bất diệt, là biểu tượng tinh thần của yêu tộc chứ không có thực quyền. Quyền lực của yêu tộc nằm trong tay yêu hoàng và các tộc lão. Lúc trước chưa tìm được huyết mạch đế tộc, không ít người định tự lập làm đế. Bây giờ lựa chọn yêu đế, chắc chắn có những người bản lĩnh lợi hại dục dịch, không khéo còn mượn cơ hội thượng vị. Hứa ứng nhíu mày, yêu tộc như vậy cho dù Kim Bất Di đang lâm đế vị cũng khó mà khuất phục được bên dưới. Ngoan Thất lườm Linh Tư Ức một cái nói, thùng phân của tổ thần gia cũng không phải bách phát bách trúng. Người đến đánh lén tối qua không bị thu vào trong thùng, thoát được khỏi uy lực của thùng phân. Trung gia và trùng mẫu nhận ra lộ số của người tới, suy đoán chắc là khách từ tiên giới ra tay thăm dò. Chắc có rất nhiều chuyện Tư Ức cô nương không nói rõ cho A ứng. Hứa ứng hiểu ý, thuận theo lời Ngoan Thất dò hỏi, Tư Ức cô nương, tổ đình yêu tộc các ngươi còn có liên hệ với tiên giới à? Linh Tư Ức nhìn Ngoan Thất một cái, cười nói, liên hệ giữa yêu tộc và tiên giới chưa bao giờ đứt đoạn, trong thế giới thiên đạo có rất nhiều cự thú thái cổ là tới từ tổ đình yêu tộc. Hứa ứng trong lòng nghiêm nghị, lập tức nhớ tới nhiều cự thú thái cổ mà mình từng thấy trong thế giới thiên đạo, cuộc sống của chúng rất an nhàn. Nội bộ yêu tộc có người cấu kết với tiên giới, chẳng lẽ yêu tổ cũng không hỏi đến? Y dò hỏi. Linh Tư Ức cười nói, sao phải hỏi đến, tiên giới thế lớn, trong yêu tộc có người quy thuận tiên giới cũng là chuyện tốt, tiên giới sẽ không đuổi tận giết tuyệt yêu tộc. Đây là trí tuệ của yêu tổ. Huống hồ thiên thần trên thế giới thiên đạo chính là cự thú thái cổ biến thành, cũng coi là thế lực của yêu tộc ta. Hứa ứng giật mình, thật sự bất ngờ trước quan hệ của thiên thần và yêu tộc, lắc đầu nói, nhưng tiên giới sẽ tuyệt đối không vì vậy mà ngừng can thiệp vào yêu tộc, chỉ có can thiệp càng ngày càng sâu. Linh Tư Ức lắc đầu nói, Hứa công tử nói câu này với ta cũng vô dụng, ta không phải người cầm quyền trong yêu tộc. Người cầm quyền trong yêu tộc cũng không phải yêu tổ mà là các đại yêu hoàng và tộc lão. Ba người vừa đi vừa trò chuyện, đột nhiên một ánh sáng lạnh bắn tới, nhắm thẳng về phía Hứa ứng. Ánh sáng đó uốn lượn như rắn, là một đoạn xương cột sống tràn ngập yêu khí, khiến người ta như rơi vào đầm băng. Đại thánh tiên binh thời đại tiên đình, Linh Tư Ức biến sắc, tế cảnh dương liễu lên, phát động lá liễu nghênh đón đại thánh tiên binh kia. Cành dương liễu của cô là cành đạo thụ của yêu đế tạo thành, đón gió hóa giải, cực kỳ dẻo dai, vung lên như ngọn roi, quấn lấy xương cột sống kia. Đột nhiên trong đại thánh tiên binh có một luồng yêu lực cổ xưa không gì sánh được bộc phát, cứ như có một đại yêu đỉnh thiên lập địa khôi phục, yêu lực toàn thân lan tràn, chấn văng lá liễu. Hứa ứng lập tức phát hiện thấy điểm bất phàm của đại thánh tiên binh, y đã thấy không ít tiên khí của tiên giới. Đại đa số tiên khí đều là lưu đấu đạo pháp, gánh chịu khí huyết của luyện khí sĩ. Tiên khí khá hơn một chút thì có linh tính, có thể tự động tu luyện, uy lực càng mạnh mẽ. Chương 1166, phá hủy. A. Nhưng tiên khí của yêu tộc lại khác. Loại tiên khí này thường là một bộ vị mấu chốt nào đó của bản thân cường giả yêu tộc luyện thành pháp bảo, luyện cả tinh khí thần và đạo pháp của mình vào. Cho dù luyện khí sĩ đã chết, hậu nhân nhận được tiên khí vẫn có thể phát động tinh khí thần của cường giả yêu tộc ẩn trong tiên khí, lập tức bộc phát uy lực không gì sánh nổi. Giờ phút này xương cột sống tựa như một vị đại thánh yêu tộc khôi phục, cho dù cành dương liễu của Linh Tư Ức là đạo thụ yêu đế chế tạo thành kỳ binh nhưng vẫn bị nó áp đảo.
Linh Tư Ức phát động cành liễu, uốn lượn trên không trung như rồng, lấy nhu thắng cương, có vậy mới khiến đại thánh tiên binh không cách nào áp sát, nhưng thân hình cũng bị chấn động tới mức bất ổn. Ngoan Thất thấy vậy lập tức tế kim cương trác ra, kim cương trác bay lên không, âm dương nhị khí hóa thành hình thái cực trong vòng, mắt thấy sắp hút đại thánh tiên binh hình dạng xương cột sống kia vào trong. Đột nhiên một bảo vật khác mang theo yêu khí ngập trời xoay tròn lao tới cổ Ngoan Thất, ra là một cái vảy lớn luyện thành tấm khiên. Ngoài rìa tấm khiên cực kỳ sắc bén, mọc đầy răng cưa, còn cứng rắn hơn tiên kim bình thường, ngay khoảnh khắc sau đã tới cổ Ngoan Thất. Ngoan Thất xoay người nhảy ra phía sau, kim cương trác bay trở về, kèm một tiếng đâm vào tấm khiên kia. Tấm khiên bóng loáng như gương, trên mặt gương xuất hiện từng hoa văn tiên đạo khổng lồ, bị kim cương trác va chạm, đạo văn đùng đùng đứt gãy, chỗ va chạm xuất hiện cả vết rạn. Vòng tay thật lợi hại, ngay cả thanh long tiên thuẫn của ta mà cũng bị phá. Phía xa vang lên tiếng kêu kinh hãi. Âm thanh này còn chưa dứt thì núi non cây cối trong tầm mắt đã dồn dập đổ sụp. Một quái vật khổng lồ như ngọn núi lớn ầm ầm lao về phía Hứa Ứng, là một hùng yêu toàn thân mặc giáp đen, tay cầm cây chùy lớn bằng xương thú. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay vung cao cây chùy, dốc toàn bộ lực lượng đập xuống người Hứa Ứng. Cây chùy xương kia cũng là một món đạo tràng thiên đạo, lại được hùng yêu kia tế luyện, tinh khí thần cổ xưa ẩn trong chùy xương bộc phát. Chỉ thấy sau lưng con gấu này hiện ra một bóng người hùng vĩ, đầu rồng thân người bốn tay, cũng giơ một hư ảnh đại chùy đập xuống theo hắn. Đó là tinh khí thần của đại thánh bị hắn kích hoạt. Hai món đại thánh tiên binh xương cột sống và tấm khiên vảy rồng lúc vừa rồi đều là để che giấu cho chùy này, chuẩn bị ra đòn giết chết Hứa Ứng. Dưới quả chùy, yêu lực ngưng tụ, nghiền nát không gian, còn chưa đánh tới người Hứa Ứng mà đã ép vỡ không gian, hất văng từ phía. Hứa Ứng ngẩng đầu lên, sau lưng đột nhiên xuất hiện ngũ nhạc tiên sơn, đệ nhất huyền quan, thủy hỏa hỗn thiên đỉnh. Cửu đại pháp bảo sắp xếp chỉnh tề, tạo thành một vòng tròn hình rồng quanh y. Đây chính là bố trí của cửu đại cảnh giới trên thân thể người. Nhân thể cửu đại cảnh giới được thiên sơn hình thành tam thập tam trọng thiên và thiên hà nối liền. Thiên sơn hình thành tam thập tam trọng thiên và thiên hà như sống lưng rồng, từng cảnh giới như đuôi rồng vuốt rồng miệng rồng, sắp xếp thẳng tới Ngọc Kinh. Hứa Ứng vận chuyển pháp lực, cửu đại pháp bảo lập tức hình thành một bộ cảnh giới bên. Ngoài từ ngũ nhạc tiên sơn đến Ngọc Kinh thành, tất cả thông suốt. Thời khắc này, y đã bước lên tiên cảnh. Hứa Ứng vung bàn tay, dùng đọa chùy ấn trong chiến thần bát pháp nghênh tiếp cây chùy xương kia. Chỉ nghe bịch một tiếng, xung quanh chùy xương đều là yêu lực và đọa quang phá diệt, tinh khí thần mà đại thánh yêu tộc luyện vào cốt chùy cũng bị mài mòn đi nhiều. Chùy xương bị đánh bay lên bầu trời, hùng yêu gầm thét, tay cầm chùy xương bị hất theo, máu tươi đầm đìa. Hứa Ứng tung người nhảy lên không trung, lao đến trước mặt con hùng yêu kia, cong ngón tay búng ra. Đầu ngón tay còn cách hùng yêu mấy chục trượng, trên trán hùng yêu từ từ mở rộng, sau nổ tung, máu tươi bay tán loạn. Hứa Ứng bay xuyên qua lỗ thủng trên đầu hắn, y phục phất phới nhưng không dính một giọt máu tươi. Đây là y phục mà Thiên Ma Chí Tôn đưa cho y, đương nhiên lộng lẫy nhưng cũng là pháp bảo bất phàm. Hứa Ứng xuyên qua thi thể hùng yêu, bay tới khu rừng sau lưng hùng yêu, giơ tay vào hư không, hư ảnh cửu thiên thập địa lập tức hiển hiện. Bàn tay y đè xuống dưới, dãy núi bên dưới ầm ầm dao động, sụp xuống mặt đất, áp lực khổng lồ thậm chí đập vụn ngọn núi do thi thể Thanh Long Thái Cổ biến thành. Yêu quái nấp trong núi vẫn đang khống chế đại thánh tiên binh do xương cột sống luyện thành, cảm nhận được uy lực kinh người kia, không kịp nghĩ ngơi gợi lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, hiện ra chân thân. Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1167, Phá hủy 4. Đó là một con cóc có 6 mắt lớn, nằm dạp giữa dãy núi, thân thể còn to hơn dãy núi, ộp một tiếng, cái cổ nhanh chóng phình to, khí lưu rung động ầm ầm. Lục nhãn kim thiền kia đột nhiên đạp hai chân sau chồm người tới, dốc toàn bộ lực lượng đẩy song trường ra, nên tiếp cửu thiên thập địa đạo vương ấn. Ầm, đạo vương ấn ầm ầm chút xuống, ép tên yêu tộc kia nằm dạp dưới đất, một chưởng đánh xuyên bụng nát ruột, mất mạng dưới chưởng ấn khổng lồ. Cái gọi là đạo vương ấn, chính là đại đạo chi vương. Thần thông mà đế quân sáng tạo có đại đạo bá lực chúa tể thiên hạ. Trên tay Ngọc Xuyên công tử loại thần thông này không thể hiện được phong thái đạo vương,
nhưng tới tay Hứa Ứng lại phát huy vô cùng tinh tế. Cho dù đế quân ở đây, nếu thấy thần thông của Hứa Ứng cũng không nhịn nổi giơ ngón tay cái, tán thưởng một tiếng, đạo của ta đúng là huyền diệu. Hứa Ứng đánh chết Lục Nhãn Kim Thiền, thân thể bay về phía trước, xung quanh gió nổi mây phun, sấm sét ầm ầm, mây đen cuồn cuộn. Phía trước đột nhiên có yêu vân cuồn cuộn, lại là một con yêu long đằng vân giá vũ bay lên từ dãy núi, khống chế siêu vân nghe ngóng tình hình. Yêu long kia chính là cường giả yêu tộc điều khiển Long Lân Yêu Thuẫn, tuy bị một đòn của Kim Cương Trác đánh vỡ. Đạo văn theo đó nổ tung, nhưng không phải Long Lân Yêu Thuẫn không đủ tốt mà là uy lực của Kim Cương Trác quá mạnh. Nhưng yêu long cũng phải kinh hãi trước cảnh Hứa Ứng chỉ ra hai chiêu đã giết hai đại cường giả yêu tộc, kinh hãi tới vỡ mật, không dám liều mạng với y, lập tức bỏ chạy. Hứa Ứng đi theo phía sau hắn không nhanh không chậm, bất luận tốc độ của yêu long kia nhanh đến đâu y cũng theo kịp. Yêu long kia kinh hãi bằng chết, lớn tiếng la hét, Lưu tộc lão cứu mạng, Lưu tộc lão, cứu mạng ta với, Lưu tộc lão. Linh Tư Ức nghe vậy biến sắc, lập tức bắt lấy đại thánh tiên binh không ai khống chế, trong lòng lo lắng bất an. Chẳng lẽ Lưu tộc lão lệnh cho bọn họ tới ám toán Hứa Ứng, không cho Hứa Ứng tiến vào tổ đình yêu tộc. Đại thánh tiên binh kia là từ thời tiên đình, do xương cuộc sống của đại thánh yêu tộc luyện thành, trong yêu tộc có cái tên khác là Tam Thập Tam Thiên Kim Tỏa. Linh Tư Ức thu hồi tiên binh này, trong lòng vừa vui vẻ vừa lo lắng, vội vàng tăng tốc đuổi theo Hứa Ứng. Phía sau cô đột nhiên có con rắn lớn đằng vân giá vũ bay qua không trung, nâng cả cô lên. Ra là Ngoan Thất dùng Kim Cương Trác đánh nát Long Lân Yêu Thuẫn, nhanh chóng đuổi theo. Ngoan Thất nói liến thoáng, Lưu tộc lão căn cơ cực sâu, nếu A Ứng đuổi theo yêu long kia, tới gây sự với Lưu tộc lão, chỉ e sẽ hỏng việc. Linh Tư Ức cực kỳ tán thành, Lưu tộc lão là thế gia yêu tộc, là một trong những thế lực lớn nhất tổ đình. Trong lịch sử yêu tộc xuống dốc, bộ tộc họ Lưu đã xuất hiện rất nhiều đại thánh yêu tộc. Những đại thánh yêu tộc này tuy đã vẫn lạc nhưng cũng lưu lại của cải đếm mãi không xuể, giúp cho nhánh Lưu tộc phát triển thịnh vượng. Cho dù là tứ đại yêu hoàng cũng phải nể mặt Lưu tộc lão. Hắn phái người ám toán Hứa Ứng, Hứa Ứng chỉ có thể chịu đựng, quyết không thể tới gây chuyện với hắn, nếu không sẽ có phiền phức lớn hơn. Yêu long kia khống chế yêu vân xông vào đầu xương cốt thanh long, biến mất không thấy đâu nữa. Hứa Ứng theo sát phía sau, cất bước đi vào. Ngay khoảnh khắc sau, tổ đình yêu tộc ầm ầm sóng dậy ập vào mi mắt. Khi xưa phù tang thụ chống bầu trời tổ đình yêu tộc, các đời tiên đình yêu tộc rơi xuống, tản mát khắp nơi trong tổ đình. Từng xiềng xích thô to không gì sánh được nối liền với mặt đất, một đầu mảnh vỡ của tiên đình yêu tộc, tránh cho những mảnh vỡ tiên đình này bay quá cao. Yêu tộc dùng mảnh vỡ tiên đình này làm căn cơ, thành lập từng lãnh địa yêu tộc, cực kỳ phồn thịnh. Cho dù thiên địa bên ngoài đã vỡ nát, tổ đình yêu tộc vẫn cực kỳ hưng thịnh. Lưu tộc lão, cứu ta! Yêu long kia bay về phía một mảnh vỡ tiên đình yêu tộc lơ lửng trên không trung. Chỉ thấy trên mảnh thánh địa này là cung điện san sát nối tiếp, ngươi hầu cao thấp đan xen, trật tự rành mạch. Trong cung điện có một cây liễu lớn, cao tới vạn trượng, cành liễu rủ xuống, đón gió phất phơ, tỏa ra yêu khí ngập trời. Yêu long kia lao vào trong tiên cung, nhanh chóng leo lên cây liễu lớn. Trong cung điện kia, rất nhiều yêu tộc dồn dập bay lên không trung, đứng từ xa cao giọng quát với Hứa Ứng, ai to gan xông vào lãnh địa của Lưu tộc ta, mau xưng tên. Hứa Ứng không nói một lời, lấy thanh tử u minh đao ra, vận chuyển pháp lực, giơ cao đao lên chém xuống. Chương 1168, tổ đình lập uy. Một, Ngoan Thất chở Linh Tư Ức xuống vào tổ đình yêu tộc, còn chưa kịp gọi Hứa Ứng đã thấy trên bầu trời có luồng tử khí kéo dài vạn dặm. Một luồng đao mang phá không đánh tới, ầm ầm chém lên tiên cung trong yêu thành. Đông đảo cường giả Lưu tộc ngăn phía trước Hứa Ứng, ai nấy kinh hồn táng đảm, bỏ chạy tứ tán. Chỉ thấy đao quang chém tới đâu là phòng ốc sụp đổ tới đó, cho dù là thiên cung tiên cung, tất cả đều tan vỡ. Ầm. Đao quang chém lên cây liễu khổng lồ, chặt đôi yêu long đang nấp trên cây, đao quang sao động quét ra bốn phương tám hướng, chặt đứt vô số cành liễu, suýt nữa bổ tận gốc cây liễu cổ xưa kia. Trên phù tang thụ, Ngộ Không đạo nhân thấy cảnh này đột nhiên tò mò, quay đầu sang hỏi, lão, yêu tổ, ngươi mời Hứa Ứng tới tổ đình là để phá nhà à? Không cần mời hắn, ngươi mời ta này. Yêu tổ nhìn Hứa Ứng ở đằng xa, cười tủm tỉm nói, đương nhiên không phải mời hắn tới phá hủy tổ đình. Khỉ!
Ngộ Không đạo nhân, ngươi đừng nghĩ tới chuyện hủy cái này phá cái kia nữa. Ta mời hắn đến một mặt là để khôi phục thiên địa đại đạo tổ đình, một mặt là muốn xem nên đứng về phía nào. Ngộ Không đạo nhân cũng nhìn Hứa Ứng với vẻ hứng thú, nói, năm xưa yêu tộc thống trị các chủng tộc trong thiên hạ, có lịch sử huy hoàng, từ bao giờ lại hèn mọn tới mức phải chọn phe. Yêu tổ thở dài nói, 60 vạn năm trước, yêu tộc không chọn ai, kết quả không kiếm được lợi ích gì, ngược lại sau còn bị thanh tẩy. Bây giờ lại sắp có biến cố, còn không chọn phe e là tương lai còn không có cơ hội chọn phe nữa. Ngộ Không đạo nhân nghi hoặc nói, tam giới triều tịch còn chưa tới mức có biến cố chứ. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, la lên thất thanh, ý ngươi là. Hắn hóa thành một luồng kim quang phá không bay đi, khoảnh khắc sau kim viên đã bay ra khỏi tổ đình yêu tộc, đi tới bên ngoài, xuyên thủng bầu trời tổ đình, tiếp tục lên trên, tiến vào hư không. Chỉ thấy hắn vận toàn bộ thị lực, kim quang rực rỡ như cây cột chiếu rọi vào hư không. Tiên giới bị tam giới triều tịch ảnh hưởng, đang không ngừng tiến tới trong hư không. Còn thiên lộ kết nối hai giới tiên phàm giờ cũng bị đè ép, không ngừng thu nhỏ. Thậm chí có một số đoạn thiên lộ đứt gãy đã bắt đầu nối liền. Nhưng Ngộ Không đạo nhân không nhìn về phía thiên lộ, cũng không nhìn tiên giới mà nhìn phía sau tiên giới. Nơi đó là hư không thâm thúy, khó mà thấy rõ được. Hắn chỉ cảm giác loáng thoáng phía sau tiên giới có quái vật khổng lồ gì đó, còn khổng lồ hơn tiên giới không biết bao nhiêu lần, đang lặng lẽ tiếp cận. Ngộ Không đạo nhân hít một hơi lạnh, xoay người nhảy lên, trở lại tổ đình. Một luồng kiếm quang rơi xuống tổ đình. Yêu tộc, đợi sau khi kim quang dừng lại, Ngộ Không đạo nhân đi tới bên cạnh yêu tổ, sắc mặt âm trầm bất định. Một lúc lâu sau, kim viên này thở dài một tiếng, khó. Yêu tổ bình chân như vậy, đứng từ xa nhìn về phía Hứa Ứng, thản nhiên nói, cho nên, chọn phe trước đã. Ở nơi đó, trước mặt Hứa Ứng, trong tiên cung sụp đổ có vô số cành cây múa lượn lên không trung, chính là chân thân của tộc lão Lưu Gia, Lưu Sinh Đảo. Đao lúc trước của Hứa Ứng bá đạo không gì sánh được, chấn ma điện bị chém từ gốc đến tán, thiếu chút nữa bổ đôi rễ cây. Đao uy sao động, phá vỡ vô số cành lá, cả gốc cây suýt phân thành hai nửa. Cũng may không thương tổn tới rễ, tộc lão Lưu Sinh Đào còn chưa bỏ mạng, nhưng tử U Minh đao là tiên khí lợi hại cỡ nào. Đây là thần đao tuyệt thế do đế quân tạo thành, là pháp bảo từng chém Hứa Ứng, đến mức bây giờ Hứa Ứng thấy thanh đao này là toàn thân đau đớn kịch liệt như bị đao cắt. Đao uy này xâm nhập vào thân cây của tộc lão Lưu Sinh Đào, phá hủy thân cây, đạo thương chẳng chịt. Trước mặt Hứa Ứng, vô số cành cây múa lượn như xúc tu, chính là tộc lão Lưu Sinh Đào đau tới mức run rẩy. Hắn muốn khôi phục chân thân, nhưng đạo hạnh của đế quân vượt xa hắn, khiến hắn không cách nào phá giải đạo pháp ẩn chứa trong đao. Hứa Ứng thu đao, giọng nói sang sảng, theo thần thức của y truyền khắp tổ đình yêu tộc, tại hạ Hứa Ứng, vị huynh đệ này ám toán ta dọc đường nên ta giết hắn. Ta là khách mời của yêu tổ, không có ác ý với yêu tộc, nhưng cũng không để mặc người khác ức hiếp. Hôm nay chém yêu long này, răn đe. Hứa Ứng nói xong câu này, trong các đại yêu tộc vốn có cao thủ phát ra yêu khí kinh người. Thậm chí tế cả tiên khí cổ xưa uy lực cực lớn, giờ phút này lại dồn dập im lặng, không có động tĩnh gì. Ngoan Thất bay tới, nghe vậy âm thầm dựng thẳng đuôi, thầm khen, A Ứng dần dần có học vấn rồi, là nhờ ta dạy bảo đúng cách. Các bạn đang nghe chuyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1169, Tổ Đình Lập Uy 2. Hắn đột nhiên nghĩ tới khi mình và Hứa Ứng tách ra, Hứa Ứng vẫn là kẻ thô kệch, ngoại trừ năng lực giải mã phù văn tiên đạo hơn người, văn chương chữ nghĩa không có chút nào, sao vừa rồi lại nói năng có học như vậy? Có thể thấy người dạy Hứa Ứng chưa chắc đã là mình. Gốc cây liễu kia đột nhiên cưỡng ép khép mình lại một chỗ, nhưng trong thân cây vẫn loáng thoáng đao quang, như muốn cắt ra khỏi thân cây. Một ông lão mái tóc hoa râm chống gậy bước từ trong cung điện vỡ nát ra, giọng nói khàn khàn, Hứa Ứng, Hứa công tử. Con nghiệt long kia ám toán ngươi, nhưng ta và ngươi không oán không thù, cớ sao lại đả thương ta? Ông lão mái tóc hoa râm này chính là tộc lão Lưu Sinh Đào hóa thành thân người. Phía sau hắn có rất nhiều tộc nhân họ Lưu đi ra, ai nấy la hét, tế thân thể đại, thánh lên, liều mạng với hắn. Linh Tư Ức trong lòng nghiêm nghị, vội vàng bay về phía trước, giang hai tay ra che trước người Hứa Ứng quát, Hứa công tử là khách quý của yêu tổ,
ai dám làm loạn. Thân thể đại thánh là kim thân đại thánh yêu tộc lưu lại sau khi chết, được yêu tộc lễ bái. Dùng lực lượng hương hỏa bảo tồn tu vi khi còn sống, sau khi tế lên cường đại không gì sánh được, như đại thánh phục sinh, vô cùng lợi hại. Tộc nhân họ Lưu giận dữ, khách của yêu tổ là có thể đả thương người ta à? Tộc lão Lưu Sinh Đào gõ trượng, ra hiệu cho bọn họ đừng ồn ào, nói với Linh Tư Ức. Tuy Hứa công tử là khách quý của yêu tổ, nhưng vô duyên vô cớ đả thương ta, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua được. Hứa công tử cầm đao đả thương ta, thế thì để thanh đao lại. Đợi thương tích của lão hủ khỏi hẳn, đương nhiên sẽ trả đao cho hắn. Linh Tư Ức do dự, biết Hứa Ứng không cùng đế tử Kim Bất Di tới tổ đình yêu tộc là vì phải luyện lại Tử U Minh Đao. Hắn định dùng món trọng khí tiên giới này làm quà tặng cho Kim Bất Di, giúp Kim Bất Di tranh đoạt đế vị. Kim Bất Di am hiểu đao pháp, Tử U Minh Đao rất thích hợp cho hắn sử dụng. Lưu Sinh Đào đòi lấy Tử U Minh Đao, làm sao Hứa Ứng đồng ý được. Nhưng nếu Hứa Ứng không đưa, Lưu gia cũng có lý do phát động thân thể đại thánh. Lưu gia cũng có ý đồ vấn đỉnh yêu đế, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhất định sẽ vận dụng tất cả mọi khả năng đánh rơi Kim Bất Di. Đột nhiên Hứa Ứng lại rút thanh Tử U Minh Đao ra, thản nhiên nói, ngươi muốn thanh đao này. Đao quang Tử U Minh Đao chiếu rọi, hào quang màu tím phủ khắp nơi. Ánh mắt Hứa Ứng nhìn vào thanh tiên khí này, nhẹ nhàng vung đao, vì sao ngoài bầu trời cũng múa lượn theo tiên khí này, như bị đao khí xâm nhập ngân hà, tạo nên dải sao trong ngân hà. Đột nhiên Hứa Ứng đưa hai tay nâng đao lên, cười nói, đã vậy, mời lão trượng thu đao. Lưu Sinh Đào bước tới, khoảng cách với Tử U Minh Đao càng ngày càng gần, giơ tay chộp về phía Tử U Minh Đao. Đột nhiên lão biến sắc, bước chân cứng đờ tại chỗ. Phía sau hắn, trong gốc cây liễu cổ xưa không gì sánh được, đao khí sắc bén cắt thẳng ra, như muốn xé mở chân thân của hắn. Lưu Sinh Đào hừ một tiếng, ánh mắt nhìn sang Hứa Ứng, điếm nhiên nói, người trẻ tuổi, cường long nan áp địa đầu xà. Ngươi giao đao này ra còn giữ được tính mạng. Hứa Ứng mỉm cười nói, không phải mãnh long không qua sông. Lão trượng muốn đao, cứ cầm. Lưu Sinh Đào giơ tay, khoảng cách tới Tử U Minh đao trong tay Hứa Ứng chỉ còn một thước. Hắn chỉ cần tiến thêm nửa bước là nắm được thanh đao này vào tay. Nhưng nửa bước này lại xa xôi như khoảng cách sinh tử, khó mà vượt qua. Lưu Sinh Đào dốc hết tu vi, đem hết năng lực ra trấn áp thương thế, nhưng vết đao vẫn như ròi bám trong xương, theo áp chế của hắn mà càng ngày càng mạnh. Càng tới gần Tử U Minh đao thì uy lực của vết đao càng mạnh, càng khó mà kiềm chế được. Trong y phục của hắn có máu tươi chảy ra, là máu màu xanh lá. Lưu Sinh Đào điều động tất cả pháp lực, cưỡng ép trấn áp thương thế, đột nhiên nhấc chân, bước đến nửa bước, giơ tay nắm lấy chuôi đao, nhấc Tử U Minh đao lên. Nhưng ngay lúc này, đao mang màu tím trong cơ thể cắt đứt thân hình của hắn, trải dài từ trán tới dưới hông, tạo thành một vệt dài. Chỉ nghe view một tiếng, máu tươi bắn khắp nơi. Vết thương của Lưu Sinh Đào vỡ ra từ chính giữa, bị đao ý trong vết đao chém thành hai nửa. Hắn vừa nắm lấy Tử U Minh đao là lập tức tuột tay, lại rơi về tay Hứa Ứng. Hứa Ứng giơ tay nâng đao, xoay người lại, quay lưng về phía đám người, trường đao chậm rãi lướt qua, tử khí tràn ngập, cười nói, nếu ngươi không cầm đao này còn không tới mức bỏ mạng. Thanh đao này, không phải ai cũng có thể cầm được. Chương 1170, Tổ đình lập uy, 3. Răng rắc. Trong cung điện của bộ tộc họ Lưu, gốc liễu cổ xưa không gì sánh được đột nhiên có đao quang chiếu rọi, chặt đôi đại thụ thành hai nửa. Hai bên đại thụ phát ra tiếng động ầm ầm, đổ sang hai bên, thanh thế kinh người. Tộc lão Lưu Sinh Đào của bộ tộc họ Lưu, cứ thế vẫn lạc. Hứa Ứng thu đao, cất cao giọng nói, sơn giã tán nhân Hứa Ứng, theo lời mời tới đây, cầu kiến yêu tổ. Mảnh vỡ tiên đình yêu tộc tản mát, mỗi mảnh vỡ đều có thế gia yêu tộc khác biệt được thành lập, tạo thành từng thế lực lớn. Giờ phút này trên một số mảnh vỡ, từng cao thủ yêu tộc dồn dập nhìn sang phía này, thấy Lưu Sinh Đào bị đao khí giết chết, ai nấy thầm nghiêm nghị. Linh Tư Ức vội vàng nói, Hứa Thiên Tôn, mời sang bên này. Trong lòng cô vẫn còn kinh hãi, Lưu Sinh Đào trông như cầm đao, bị đao khí kích hoạt giết chết, nhưng thực chất bị Hứa Ứng chém chết. Vừa tới tổ đình yêu tộc đã chém chết tộc lão yêu tộc lập uy, nếu khiến các thế lực yêu tộc phản cảm, cho dù có danh nghĩa yêu tổ cho mời, chỉ e cũng phải chết không có đất chôn. Trong phù tang thụ,
Yêu Tổ và Ngộ Không đạo nhân nhìn đoàn người Hứa Ứng đi về phía này. Đột nhiên Yêu Tổ lắc đầu nói, Hứa Ứng làm việc quá bá đạo, cứng thì dễ gãy. Hắn dùng từ U Minh đao của đế quân ra tay giáo huấn bộ tộc họ Lưu là muốn lập uy, cảnh cáo các thế lực yêu tộc không được có ý đồ xấu với hắn và Kim Bất Di. Hắn thở dài nói, nhưng hắn quên một điều, dù sao yêu tộc cũng từng là chủng tộc thống trị thế gian. Thuyền nát còn có 3.000 cái đinh, yêu tộc có thể tồn tại tới giờ, có nhà ai không có vài đại thánh yêu tộc. Ta không coi trọng hắn. Ngộ Không đạo nhân nói, nhưng thế đạo này nếu hành xử không bá đạo, làm việc mềm yếu, liệu có thành tựu gì? Ngươi chính là loại mềm yếu đấy, đến mức sau khi chết bị đám tộc lão nắm thóp, chẳng còn chút quyền lực nào. Ta nhìn cũng chướng mắt, ta coi trọng hắn. Yêu Tổ thầm tức giận, không nhịn nổi quát, con khỉ kia. Ngộ Không đạo nhân mỉm, cười, cái cây nhà ngươi đổ rồi, bầy khỉ cũng tan rồi. Yêu Tổ tức giận tới mức run rẩy, Phù Tang Thụ cũng rung theo. Ngộ Không đạo nhân nghiêm nghị, Yêu Tổ chết cũng không hàng, lưu lại pháp lực không nhỏ. Nếu đấu với hắn sợ không kiềm chế được đánh chết hắn mất. Hắn nghĩ tới đây bèn cười nói, lão quan đừng tức giận, hại thân. Để ta xin lỗi ngươi. Bấy giờ Yêu Tổ mới nguôi giận. Ngộ Không đạo nhân cười nói, tốt xấu gì ngươi cũng là tồn tại trải qua 10 triều yêu đế, sao lòng dạ vẫn hẹp hòi thế? Nói ngươi một câu mà ngươi đã nổi giận rồi. Bớt giận đi, Hứa Ứng tới rồi. Yêu Tổ vội vàng bước lên ngai của mình, ngồi nghiêm chỉnh tại đấy. Ngộ Không đạo nhân ống tay áo bồng bềnh, tìm một cái bồ đoàn ngồi bên dưới tay Yêu Tổ. Tuy hắn là kim viên nhưng vẫn tiên phong đạo cốt. Hai người dáng vẻ trang nghiêm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Một lúc lâu sau, Ngộ Không đạo nhân cười nói, ngươi có việc cần nhờ người ta, có cần trang trọng như vậy không? Yêu Tổ cười nói, đúng là có việc cần nhờ. Hai người ai nấy trầm tĩnh lại. Hứa Ứng đi theo Linh Tư Ức, tiến vào trong thánh điện Phù Tang Thụ, thấy phía đối diện là Yêu Tổ đi đến. Linh Tư Ức vội vàng cúi người hành lễ, khởi bẩm lão tổ, đệ tử Linh Tư Ức may mắn không phụ sứ mệnh, mời được Hứa Ứng Hứa công tử. Hứa Ứng đi tới, đang định bái kiến, đột nhiên chú ý thấy bên cạnh lão đạo nhân kia còn có một con khỉ lông vàng. Người mặc áo bào vàng, chẳng phải thi thể mất tích mà mình nhặt được trong thái thượng chi cảnh thì là gì? Khỉ, khỉ. Y mới nói tới đây, đột nhiên nhớ đến lời dặn của Thanh Bích tiên tử, vội vàng ra vẻ vui mừng. Vị kim hầu tiền bối này, ngài vẫn còn sống à? Đúng là người hiền tự có thiên tướng, tốt quá. Ngộ Không đạo nhân cười nói, ta còn muốn làm một số việc, thấy ngươi đang chữa thương nên không từ mà biệt. Đến lúc ta về thì ngươi đã không còn ở đó, thế nên ta mới đến đây đợi. Hứa tiểu hữu không biết lai lịch của ta, có thơ làm chứng. Hồng mông sơ ích bản vô tính, đả phá minh ngoan tu Ngộ Không. Đạo hiệu của ta chính là như vậy. Hứa Ứng vui vẻ nói, Hứa Ứng ra mắt vô tính tiền bối. Ngộ Không đạo nhân nghe vậy trong lòng do dự, ta có nên báo ân cứu mạng nữa không, hay là đập chết hắn luôn. Hứa Ứng nhìn mặt nói chuyện, trong lòng máy động, cười nói, tiền bối, chắc là ta hiểu lầm nhỉ. Thế thì chắc chắn tiền bối tên là Minh, Minh, tu Ngộ Không có đúng không? Ngộ Không đạo nhân đổi giận thành vui, cười nói, thừa mất chữ tu. Lần này ta đến báo ân xong sẽ đi. Các bạn vừa nghe xong tập 117 của bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.